Xin chào các bạn, nếu nhìn vào hình ảnh của tôi thì chắc rằng các bạn sẽ nhận ra ngay đó chính là con rươi đúng không ạ? Vâng, đến với những vùng quê thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, quê hương tôi thì các bạn sẽ được biết đến cái món đặc sản đó là rươi. Vậy rươi người được người dân thu hoạch và cải tạo đất như thế nào để có thể bắt được cái con rươi này? Thì người dân ở quê hương tôi được gọi cái con rươi này ví như là rồng đất. Và họ rất tự hào coi như đây là một món quà mà Thượng Đế đã tặng cho người dân quê hương tôi. Vậy để bắt được cái con rươi này thì trước hết người dân phải cải tạo đất. Những vùng đất trước kia cấy lúa ở vùng ven sông thì người dân cải tạo bằng cách là sẽ cho xuống những cái ruộng đó những cái mùn, ví dụ như là trấu mục hoặc là rơm để cho cái vùng đất này nó tơi xốp, con rươi có thể sinh sống và phát triển được nhiều. Cái mùa nước nổi như là mùa tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5 chính là mùa của rươi. Vậy là khi đó thì những con rươi nó trưởng thành, nó sẽ bơi theo cái dòng nước phù sa ra ngoài sông lớn để nó sinh sản. Và những cái trứng rươi khi mà theo nước phù sa vào cái vùng bãi này thì nó sẽ đọng lại ở những cái vùng đất mà người dân đã cải tạo tơi xốp đó. Và cái trứng rươi nó sẽ lọt xuống những cái khe đất, có những cái lỗ hổng đó thì con rươi nó sẽ được nở ra và sinh sản phát triển. Đến khi nó được đầy đủ chất dinh dưỡng trong cơ thể và đặc biệt là đến tháng 9, tháng 10 thì con rươi nó sẽ bơi theo cái dòng nước phù sa vào trong bãi để ra ngoài sông đi sinh sản. Thì lúc đó người dân sẽ làm những cái lưới để chăng ở cái miệng của những cái ở những cái cống thoát nước ở những cái ruộng ra ngoài sông để lấy rươi, và người ta gọi là đi lấy rươi. Thế và khi những con rươi này được lấy lên rồi thì người dân sẽ làm cái việc đó là xa sạch sẽ bằng cái nước sạch, sau đó là cho lên những cái túi lưới để treo cho nó rót nước. Khi mà những con rươi đã được lấy lên để khô ráo sạch sẽ thì người ta sẽ chia rươi, phân rươi ra thành những cái hộp nhỏ chứa 0,5 kg hoặc là 1 kg đựng vào hộp xốp và sau đó là để trong ngăn đá để có thể mang vận chuyển đi các vùng miền trên cả nước. Người dân ở khắp nơi cũng đã được thưởng thức cái món đặc sản của quê hương tôi đó, được chế biến từ những con rươi hay còn gọi là rồng đất. Về những món ăn đặc biệt và rất là ngon miệng như là chả rươi. Chả rươi thì có nhiều cách, người ta rán rươi trực tiếp hoặc là người ta quấn những cái nguyên liệu cùng với rươi vào cái lá nốt thì người ta gọi là chả, cũng gọi là chả rươi. Ngoài ra thì người ta còn chế biến những món ăn khác từ rươi, ví dụ như là nem, chả nem được cuốn bằng nhân là rươi, rồi rươi kho hay còn gọi có món rươi đốt, tức là cho rươi nguyên liệu vào trong cái niêu đất người ta đốt lên, hoặc là rươi nấu, người ta chế biến rươi sau đó nắm thành những quả rươi cho vào cái nồi để nấu với các nguyên liệu khác. Ngoài ra người ta còn nấu rươi với các loại rau như ví dụ như là rau cải rồi các loại củ cũng rất là ngon và bổ dưỡng. Mùa rươi này đã đến rồi, các bạn hãy liên hệ với tôi để có thể được thưởng thức cái món đặc sản rươi Tứ Kỳ sạch, an toàn theo số điện thoại 0947 429 648 nhé.